Tu La Vĩnh Heo gừng đi xuống Bình Đại ủng hộ cái du lịch mà con bạn cho bạn khởi nghiệp ở Bến Tre, nó mới khai trương mà tôi đem heo xuống bán sẵn đây tôi trải nghiệm luôn. Còn hôm nay tôi đang gánh cái cây đi đập cá, vui lắm. Đây đâu không nổi, đỡ lên đứa, hai đứa đỡ lên rồi đi, ôm đi trên. Trời ơi trời, ai gánh heo gánh vợ tôi đi đâu vậy, trời ơi gánh vợ tôi đi đâu vậy. Quý vị thấy vui không, đây gánh heo đi ba. Nhung nhỏ bước vô. Đi, đây. Rồi. Dịnh, dịnh theo, dịnh đi. Xin chào quý vị, đây là Nhung, biệt danh là Nhung Đít Lép. Và do lép quá nên anh em quyết định là đi hiến thần cho chương bất giới. Cho nên là đi gánh hiến thần. Ê! Ê! tôi đây như tôi đây, gớt con nhỏ gò té thằng bự luôn. Cốc trong đây nè, cá nâu. Cá nâu đó ngon. Đâu cá đó đâu phải cá nâu đâu. Cá nâu mà chị, cá nâu. Nó ngược lại mới được. Căng gầm sâu sáng. Mình là chốt mình 18 tuổi. Mặt non ẹt á. Năm năm gì chứ? Xin giới thiệu với các bạn là Tăng Hai, là anh em đã được nhiều cá đây, thấy không đó, cá đây đó, cái này là bắt thiệt nghe chứ không phải mua ngoài chợ nè, nè nó dãy nè đó, rồi hồi nãy có lưới nè, rồi mình chứng minh nè là nó có bị chóc dãy nè, với cái mặt tôi cũng đủ uy tín mà. Trước tiên là em sẽ giới thiệu cá, em chỉ biết con cá này thôi. Dạ, cá này là cá nâu. Ôi trời ơi, thấy ghê quá. Rồi, bạn này giới thiệu con. Ê, nó ngon vậy? Cá này là cá nâu đó nè mọi người. Nó cừ quá. Xin giới thiệu đây là con cá biển. Vì sống nước mặn ơi quý vị, người ta gọi là cá biển vì nó mặn mà. Rồi xin quý vị giới thiệu quý vị là đây con cá mỏ nhọn nè. Mỏ nhọn, cá biển mỏ nhọn. Cá này nhỏ lớn. Giới thiệu cho mọi người đây là cá dầm. Không phải ở nước ngọt không đâu mà là cỏ nước mặn đó nha. Cá gì mà tự giới thiệu đi. Đây là cá biển cho mọi người. Trời ơi ghê. Rồi chưa? Rồi quý vị ơi thông cảm nha. Mình chuẩn bị đi đập cá đây, qua bên kia. Đó. Mình đi đập cá nha quý vị. Đây anh đi đi. Ok, để đó em xách luôn cho. Trời ơi, phụ nữ đảm đang. Đứng ra làm sáu nè, nhận làm sáu. Nhung nhỏ đứng sát bờ. Đây em đập, gì đi gì đập. Quên.
trời trời. Con nữ, con nữ. Đây này có thù quật nha. Hello, lại là mình nè mọi người. Trời ơi. Mày là chút 18 rồi. Sao sao sự kiện, sao sự kiện nào cũng có bạn chân gì bận chút. Tên là Vinh, giám đốc điều hành của dự án heo rừng ở đồng bằng sông Cửu Long. Anh em tôi hay gọi mình là Vinh heo rừng. Hôm nay mình triển khai cái chương trình món heo rừng thăm ông cho một bạn khởi nghiệp ở Bình Đại tên là Hiền với thương hiệu là Người Rừng. Hôm nay công ty mình sẽ xuống đây ủng hộ quán đồng thời triển khai cái món này. Hai con heo có hơn 100 người và đã nuốt hết trơn hai con heo. Khách hàng phản ứng là tương đối ngon. Đại khái là không còn món gì để ăn nữa. Rồi hôm nay chúng tôi sẽ đi qua cầu nổi của bạn ấy đầu tư rất là bài bản. Lúc trước á là đầu tư đèn chốt nha các bạn. Nhưng mà gió thổi hết chớp luôn rồi. Cho nên bắt đầu vẫn chơi luôn đèn led.
thấy không, chi phí cũng hơi cao. Đây là đường 6 mấy mét và mình sẽ bắt đầu đi nha, rất là lãng mạn. Rồi mình đi cho bạn xem. Thông cảm nha, tôi sẽ tôi đi hơi xấu chút. Dạ. Hello. Đi.